chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2018. Sáng ngày 19 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố tổ chức thi đấu giao lưu bóng chuyền hơi cho nữ cán bộ công chức viên chức người lao động các xã phường trên địa bàn. Tới dự động viên giải có đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tham dự giải có 11 đội bóng đến từ 11 phường xã trên địa bàn thành phố. Các đội thi đấu tại 3 sân: sân nhà thi đấu thành phố, sân nhà văn hóa khu 5A và sân nhà văn hóa khu 5B phường Quang Trung. Hình thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Với tinh thần giao lưu học hỏi đoàn kết, thi đấu hết mình, các đội đã đem đến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, nhiều đường chuyền bóng đẹp mắt. Có những trận hai đội rượt đuổi nhau từng điểm số và phải phân định thắng thua bởi lượt đấu thứ ba như trận đấu giữa đội Phường Vàng Danh và Trương Vương. Giao hữu bóng chuyền hơi chào mừng ngày 20 tháng 10 là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho các nữ công chức viên chức và người lao động các xã phường giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.